Honda Lead 2023 trình làng tại Nhật Bản, giá 60 triệu đồng, phiên bản Lead 2023 vừa mới cập nhật tại Nhật Bản với việc bổ sung một số màu sắc mới. Honda tại Nhật Bản mới đây đã chính thức trình làng phiên bản 2023 cho mẫu Taiga Lead 125. Đây đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới với việc bổ sung thêm hai màu là đỏ bạc và màu đen nhám. Giá bán là 33.000 yên, khoảng hơn 60 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. So với Lead bán tại Việt Nam thì Honda Lead 125 tại Nhật Bản không có khác biệt ngoại trừ cách phối màu. Phiên bản Lead tại Nhật có thêm ốp màu bạc đặt phía trên sàn để chân. Xe cũng được trang bị đèn chiếu sáng công nghệ LED cao cấp, chìa khóa thông minh Smart Key và có cả cổng sạc USB đặt trong hốc chứa đồ có nắp đóng đầu xe. Ngoài ra, xe ga này vẫn có cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên xe. Về sức mạnh, Lead 2023 vẫn được trang bị khối động cơ ESP cộng 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 8,3 kW tại 8.750 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 12 Nm tại 5.250 vòng trên phút. Xe cũng rất tiết kiệm xăng, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào 52,5 km trên lít xăng. Bên cạnh đó, Honda Lead 2023 cũng được trang bị giảm xóc ống lồng trước, giảm xóc lò xo đôi phía sau. Xe đảm bảo an toàn với hệ thống phanh đĩa trước tang chống sau. Lead 2023 cũng sử dụng lốp không xăm, kích thước trước sau lần lượt là 90/90/12 và 100/90/10. Tại Việt Nam, Honda Lead cũng là mẫu tay ga có được sự ưa chuộng của nhiều người sử dụng. Hiện giá bán Lead được niêm yết chính hãng là từ 39,79 đến 43,9 triệu đồng.